Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại Nhiều Sao Tín Tài. Thì mọi người cũng theo dõi trang trại Tín Tài nhiều rồi thì cũng biết là trang trại Tín Tài là chuyên về nhung hươu sao, cung cấp cả nhung hươu và cung cấp con giống ra ngoài thị trường rất là nhiều. Và trang trại cũng là nuôi hươu là kinh nghiệm là rất là lâu năm, từ thời ông bà là trên 20 năm. Thì ở cái video ngày hôm nay thì Tài muốn cập nhật về hươu giống mọi người nhé. Thì cũng rất là nhiều các bạn trẻ, các anh, các chú là có gọi điện đến trang trại Tín Tài hỏi về hươu giống rất là nhiều. Vì vậy nên là hôm nay trang trại Tín Tài sẽ làm riêng một video này để cập nhật về cái giá hươu giống hiện tại mọi người nhé. Cái giá hươu giống thì thường sẽ cung cấp ra là cái loại từ 5 tháng, 6 tháng, 7, 8 tháng. Tuy nhiên trang trại khuyến khích mọi người là nên mua hươu ở cái loại hươu là nằm ở 7 đến 8 tháng. Đấy, tuy nó chỉ đắt hơn cái hươu 5 đến 6 tháng một chút thôi, nó không đắt hơn nhiều đâu. Thì nhưng mà cái ở 7, 8 tháng thì mọi người nuôi sẽ được an toàn hơn. Đấy, thì tầm đấy thì con hươu nó đã là ăn uống rất là thành thạo rồi, khỏe mạnh rồi nên là nuôi là sẽ dễ hơn. Và cái hươu mà tầm khoảng 7 đến 8 tháng hiện tại thì giá nó dao động là từ 22 đến 25 triệu một con mọi người nhé. Đấy, thì tất cả nếu mà có những cái nơi khác mà ví dụ như mà có báo giá rẻ hơn thì mọi người phải hỏi kỹ lại hươu như thế nào, tại vì đôi khi là báo giá để mọi người hỏi thăm nhưng mà đến lúc đến bắt thì giá nó lại là một giá khác. Đấy, thì cái hươu mà khi mà trang trại cung cấp ra thì cái giống đều có chọn lọc, tức là khi mà con hươu đực của nó ít nhất là nó cho cặp nhung từ 8 lại trở lên thì trang trại mới cho phôi giống. Đây mọi người, tối nên là sẽ dùng đèn soi một chút. Đây là mấy con hươu cái là đang mang bầu mọi người nhé. Và phía kia là đàn con, nói chung là có độ tuổi khác nhau của nó. Thì trang trại Tín Tài thì cái số lượng thì nó cũng nhiều, tuy nhiên là để đáp ứng được giống đi khắp mọi miền thì nó trang trại cần cộng tác thêm một số trang trại khác nữa. Cũng hiện tại thì riêng mà trang trại nhà chú nhà cậu xung quanh của nhà Tài thì số lượng cũng rất là nhiều. Vì vậy nên anh chị cô chú bác nào mà cần hươu giống ấy thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này, trang trại Tín Tài sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Cái việc mà nuôi hươu ấy nói là có dễ hay không ấy thì trang trại khẳng định rằng nó không có cái gì là dễ cả. Tuy nhiên để so sánh cái việc mà nuôi hươu với những cái con vật khác thì con hươu nó là một cái con dễ nuôi hơn, kinh tế hơn. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo suy nghĩ và có thể là quyết định đưa ra cho mình cái quyết định nuôi thì tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định đặt mua. Tại vì cái khi mà nuôi con vật gì cũng vậy, nó sẽ có một cái rủi ro nhất định. Đối với hươu sao ấy thì cái giá giống của nó hơi cao một chút, và khi mà nuôi ấy, thì mọi người cũng phải cần học hỏi kinh nghiệm. Cái hươu thì về bản chất thì nó rất là ít bệnh tật, cái sức đề kháng của nó rất là cao. Đấy, như em hươu này mọi người nuôi hơn một năm là bắt đầu cho cặp lồng đầu tiên ấy, đang nhú lồng ấy. Đấy, thì đây là các em mà hươu là 5-6 tháng mọi người nhé, hơn 6 tháng rồi. Đấy, thì thức ăn của nó là cỏ như này thôi, cỏ, tất cả các loại rau củ cỏ và lá xoan lá mít nó đều ăn hết. Đấy, đều ăn hết, nên là cái việc mà nuôi hươu thì mọi người là không lo lắng quá nhiều về thức ăn. Và đây là cặp nhung, cặp hươu mẹ con nhé. Thì chú hươu ở trong thì mới được có 5 tháng thôi nên là chưa tách mẹ, thường thường là 6 tháng thì sẽ tách mẹ ra, đến 7 tháng là cứng cáp nuôi. Đấy, đây là cái chú hươu đực. Nói chung là khi mà cung cấp hươu giống ra ngoài thị trường, đối với trang trại Tín Tài thì về đầu ra thì trang trại sẽ đảm bảo đầu ra cho mọi người. Khi cho nhung thì trang trại sẽ đảm bảo cái đầu ra của nhung hươu. Và mọi người cũng yên tâm rằng nếu như khu vực của mình ấy,
khu vực của mọi người mà ít người nuôi hươu thì cái việc đầu ra nó không quá là quan trọng. Tại vì là cái mặt nhu hàng nhung hươu này vẫn đang còn rất là ít trên thị trường, và cái nhu cầu về sức khỏe của mọi người thì lại đang rất là cao. Vì vậy nên là cái nhung hươu là đôi khi là trang trại là nhiều lần, nhiều lúc ấy, nhiều khoảng thời gian còn thiếu hàng, thiếu nhung để bán. Đấy, khách hỏi còn không có nhung để bán. Vì vậy nên riêng về cái đầu ra của nhung thì mọi người yên tâm. Đấy, về giống thì Tài có cập nhật về giá như vậy thì mọi người tham khảo qua video này. Và anh chị, cô chú bác nào mà có nhu cầu mà mua nhung hươu tươi ấy, thì cũng liên hệ với trang trại Tín Tài nhé. Trang trại là vận chuyển nhung hươu tươi toàn quốc. Và khi mà nhận ấy, thì các cặp nhung thì nó sẽ là đang còn tươi nguyên như vậy, tuyệt đối là đảm bảo cái chất lượng tốt nhất đến cho mọi người. Đấy, thì trang trại là có, tức là có làm cái bình ngâm sẵn, tuy nhiên là cái sản phẩm đấy là Tài sẽ giới thiệu ở cuối video. Và cái sản phẩm chính của trang trại vẫn là nhung hươu tươi, cắt xong là trang trại giữ nguyên cặp như vậy, đang còn nguyên lông nguyên huyết như vậy, để cho mọi người về tự tay mọi người làm chế biến là yên tâm nhất. Đây là một chú hươu lớn trưởng thành mọi người nhé. Đấy, đây là chú hươu là cắt nhung, đây là lần thứ hai rồi, tức là chú hươu này là năm thứ ba đấy. Đây là các khu vực cho hươu được thì sẽ nhốt là mỗi con một chuồng riêng. Khi hươu được mà cho nhung thì sẽ chốt nhốt một chuồng riêng, hoặc là khi hươu cái gần sinh sản chẳng hạn thì cũng cho một chuồng riêng. Hươu giống thì trang trại Tín Tài vận chuyển được toàn quốc mọi người nhé. Tuy nhiên là tùy theo số lượng ấy thì cái phí vận chuyển là bên mua là sẽ chịu mọi người nhé. Đấy, nếu mà gần thì trong khu vực ở Quỳnh Lưu xung quanh thì trang trại là miễn phí vận chuyển, tuy nhiên ở các tỉnh xa thì mọi người chịu cái phí vận chuyển giúp trang trại. Và khi vận chuyển thì thường sẽ vận chuyển bằng xe tải, và trong xe tải sẽ bỏ rơm rạ để cho hươu nằm ở trong đó, và trong quá trình đi là cho ăn uống đầy đủ, nên là vận chuyển cũng rất là an toàn. Khi nhận là hươu sẽ đang còn khỏe mạnh. Cảm ơn mọi người đã đón xem video nhé. Để ủng hộ trang trại thì mọi người hãy ấn like video hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến các sản phẩm hơn. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Ở phần cuối video thì Tài xin giới thiệu đến tất cả các anh chị cô chú bác một cái sản phẩm, đấy là cái sản phẩm nhung hươu ngâm mật ong sẵn của trang trại Nhung Hươu Sao Tín Tài. Thì hiện tại là trang trại Tín Tài đây là đang nhung hươu đây là đã thái lát sẵn này. Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 kg, chuẩn loại sâm 6 năm cũng đã thái lát sẵn. Đấy, thì cái bình này thì bình là bình 1 lít mọi người nhé. Thì trong bình này thì trang trại là có ngâm là có 100g nhung hươu tươi thái lát, 100g nhân sâm tươi Hàn Quốc và 0,8 lít mật ong rừng. Thì trực tiếp các em đang làm đây, thì cái mật ong rừng đây là mọi người nhìn cái nước mật ong ấy, nó chất lượng hẳn luôn. So với nếu chúng ta dùng cái mật nuôi, chúng ta nhìn sang cái mật ong rừng này thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tác dụng, tức là cảm nhận được cái chất lượng của nó. Đây, Tài quay sát luôn cái nước mật cho mọi người xem. Thì cái nếu như về sức khỏe ấy, mọi người dùng một cái bình ngâm mật ong này thì cũng sẽ là cải thiện sức khỏe rất là nhiều. Đây là cái bình mà trang trại muốn chia nhỏ sản phẩm để cho tất cả các anh chị cô chú bác mà muốn dùng thử, hay chúng ta không có thời gian để chúng ta làm thì có thể là sử dụng cái sản phẩm này luôn. Thì bình ngâm thì có giá là 2.600.000 một bình, và trang trại Tín Tài vận chuyển toàn quốc. Các anh chị cô chú bác mà đã yên tâm theo dõi trang trại Tín Tài rồi thì có thể đặt một cái bình này về để ngâm thử. Còn nếu như mà chúng ta vẫn muốn yên tâm nhất thì hãy liên hệ với trang trại để nhận một cái cặp nhung hươu tươi. Trang trại chỉ cắt xong thì bịt cái vết cắt lại thôi và gửi tươi nguyên như vậy để về mọi người tự tay mọi người làm để yên tâm nhất về cái sản phẩm. Và cái sản phẩm này thì trang trại Tín Tài là làm sẽ là đủ ngày ngâm để về mọi người có thể dùng luôn. Các anh chị cô chú bác nào có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này để trang trại tư vấn được chi tiết hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Để ủng hộ trang trại Tín Tài thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video.
để nhiều người biết đến cái sản phẩm Nu Heal này của trang trại hơn. Đấy, và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Xin cảm ơn.